Happy birthday chú du, happy birthday chú du. Đó mấy bạn ơi, mấy bạn biết tại sao mình lại hát cái bài này không? Bởi vì các bạn nhìn bọn mình đi, đó, bọn mình có khác gì là cây nến của gọi là cái bánh kem sinh nhật của các bạn. Đó, xung quanh người bọn mình, người của đứa nào cũng bốc lửa hết rồi. Mấy bạn ơi, mấy bạn có hiểu người ta hay nói là sao không? Có nghĩa là phong cận nóng bỏng đó. Simmy nóng bỏng đó, nóng bỏng tới nỗi bốc lửa luôn, hiểu không đó. Ok anh ơi. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV bốc lửa đây. Sexy nó bốc lửa luôn anh em ơi. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quiz mới trên kênh YouTube của mình cùng với Sammy và Simmy. Ta-da. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè, mình có mời gọi là Simmy và Sammy vào trong đây để chơi chung với mình một con mini game bạn ơi. Biết mini game này là mini game gì không? Đây bạn nhìn nè, đây thấy không? Xung quanh mình là một cái đấu trường các bạn ơi, đó một cái đấu trường nha. Thì đây, mình sẽ cho bạn xem nè, trong đây mình đang có một số những cái loại vũ khí. Thì đây không phải là những loại vũ khí bình thường nha, đâu nha anh em. Đây là những loại vũ khí mà có thể nói là cực kỳ gọi là kinh khủng, có thể phá hủy được trái đất. Các bạn biết tại sao mình lại nói vậy không? Các bạn hãy xem đây nha. Đầu tiên là cái hình tam giác màu đỏ nè. Đó, mình sẽ nó sẽ làm được gì đây? Mình sẽ thử bắn cho các bạn coi nha. Nạp đạn nè. Rồi bắn nè. Boom. Trời God. Ơi. Các bạn thấy không? Mẹ cho mình cho mấy bạn coi lại nha. Boom 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 boom. Đó, trời ơi. Bạn thấy không? Nó bắn ra một đống những cái gọi là hình tam giác màu đỏ khác mà có thể phát nổ luôn bạn ơi. Bắn rất là nhanh luôn nha. Ok. Tiếp theo nè. Xin hiểu bạn, đó chính là một cây súng, gọi là một cây súng, súng này súng gì ta? Một cây súng màu trắng đi, mình không biết tên của nó. Súng laser, súng laser. Súng dán keo Phong ơi, thì luôn gì như súng dán keo nhà ba tôi á. Wow, nè, thì cái cây súng này nè anh em, mấy bạn biết cây súng này có thể giúp được gì không? Mẹ hãy xem đi nha. Đầu tiên mình sẽ thử mình ngắm Simmy để bắn nè. Bùm. Thấy không? Thấy không? Ui, nó chiếu được một cái đèn laser. Đó, trời ơi, để mình coi coi. Trời ơi, nó lủng lỗ luôn mẹ ơi. Nó lủng một cái lỗ. Trời ơi, cái đèn laser này cực kỳ mạnh luôn nha anh em. Mình sẽ thử lại cho anh em xem nè. Ấy, chiếu. Đó. Trời ơi, xem ơi, Sam ơi, để coi nè. Nó lủng nguyên một cái lỗ to đùng dưới đây luôn. Trời ơi, bạn thấy không? Cái laser này mà trúng cho người Sim, cái là Sim đứt cái làm đôi luôn. Ok. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây các bạn biết là gì không? Là cái đèn laser nè, không phải là chỉ chiếu được bình thường này không đâu nha các bạn coi nha. Ơi, đó. Chiếu lần được 3-4 cái luôn. Ồ. Ôi lủng rồi nè, lủng sân khấu ơi. Trời ơi. Đó, lủng sân khấu luôn. Trời ơi, thấy không? Lủng rồi. Sim thấy ghê không? Đâu để giờ mình thử mình bắn Sim coi. Đó. Trời ơi. Trời ơi bạn coi nè, nó ra được một cái dòng cái lỗ đen vũ trụ luôn bạn ơi, ghê thật sự. Ok rồi. Tiếp theo nữa là một cục xương. À, mấy bạn nhìn thấy cục xương này các bạn nghĩ là cục xương này tầm thường đúng không? Nhưng mà không có đâu nha bạn, mấy bạn coi nè. Ấy, à, quên nạp đạn vô đã. À, đó. Bắn quá trời xương luôn. Ồ thấy không? Bắn quá trời xương luôn. Rồi sim thử bắn coi, sim thử bắn coi. Ui. Ui. Nhưng mà đặc biệt nha, xương này mình có thể chọn màu được luôn nha. Đây bạn coi nè, mình sẽ thử chọn màu hồng đi, màu hồng. Tôi lấy màu xám nè, đó. Bữa vậy. Rồi, để tiếp nha, mình sẽ thử chọn màu gì đó ta. À, màu xanh dương của mình nè, mình sẽ thử chọn màu xanh dương của mình nha. Ơi. Đó. Rồi bây giờ thử chọn màu của bé cam đi, màu cam nè. Ơi. Ui. Màu vàng vậy. Quá trời luôn bạn ơi, bắn được quá trời xương luôn, thấy ghê không? Thấy ghê không? Xương có chiều xương. Đó, thấy ghê không? Trời mà cực kỳ đẹp luôn nha, mình nói thiệt luôn, nhìn đẹp phải nồi luôn á. Sam thấy đẹp không? Đẹp quá. Sao tụi mình test mà nát hết sân khấu rồi mọi người ơi. Mình bắn sao đi nữa bởi hết sân khấu luôn rồi. Ok rồi. Tiếp theo nữa chính là một cái boomerang mấy bạn ơi. Đây, một cái boomerang mình đang cầm trên tay nè, thấy không? Đó. Thì cái boomerang này giúp được gì? Các bạn hãy xem đây nha, mình sẽ nạp đạn vô nè, sau đó bắn. Thấy không? Nó có thể chọi nó một lần cả ngàn cái boomerang luôn mày coi nè. Nó hay lắm. Đâu, xin thử bắn coi. Thấy không? Mày thấy không? Bắn nó quá trời luôn. Trời ơi quá trời bạn ơi. Trời ơi, bắn kìa. Trời ơi quá trời luôn. Giờ mình sẽ thử mình bắn Sammy thử nha. Trời ơi. Mạnh cực kỳ luôn anh em ơi. Rồi ok. Và cái cuối cùng chính là một cái gọi là cái này là cái gì ta? Hình như là một cái súng hình tam giác. Ê cái gì? Ôi. Xuất hiện yêu quái. Ok, từ mình tiêu diệt nó. Đó. Ok bạn ơi, và bọn mình đã test xong hết đống vũ khí này cho các bạn coi đó. Bây giờ mình sẽ thử gọi là vào chiến đấu với nhau cho các bạn xem nha. Ok. Nè cô. 1 hour later.
Rồi, ok bạn ơi, bây giờ mình nè với lại là Sammy và Simmy đã vào trong hết con map này rồi anh em ơi. Bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu gọi là chiến đấu với nhau nha anh em. Và bây giờ phần thưởng dành cho người chiến thắng là gì đây? Hả à, mọi người muốn phần thưởng là gì đây? Phần thưởng sẽ là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Ồ, người nào chiến thắng được trận đấu này sẽ được 1 triệu luôn anh em ơi. Hấp dẫn. Oh my god. Trời ơi, 1 triệu mà mua bánh kẹo, mua đồ ăn là ăn no bụng luôn á. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi ok, để mình giết con heo đã. Lạp đạn vô nè, con heo mập. No, chết đi. Đừng có giết heo. Giết chết con heo rồi bạn ơi, lấy mấy thịt heo của nó ăn luôn. Ăn luôn, đó, ok. Rồi, anh em đã sẵn sàng chưa? Vô. Sẵn sàng đúng không? Bên nào đạt được gọi là 10 mạng trước thì bên đó thắng, ok không? Ok. Ok nha. 1, 2, 3, ok. Đầu tiên là phải lựa ra cái món để chiến đấu trước. Bây giờ mình sẽ chọn ra xương. Xương hả? Xương. Ok rồi, cục xương nha. Vậy chúng ta sẽ chiến đấu bằng cục xương trước nha. Mình sẽ chọn màu ra. Rồi ok, trận chiến đầu tiên, cục xương bắt đầu. Chắc một lần hai chị em luôn. Một mình chiến đấu với hai chị em. Rồi. Bắn nè. Khoan. Xí, từ. Để tôi mở tiếng nhỏ lại tiếng to. Bởi lỗ tai luôn. Ai, sao mắng mình? Trời ơi, mình còn có 8.000 máu thôi. Cho mày mỗi người được đến tận 100.000 máu rồi. Ủa Sim cũng mấy ngàn máu thôi mà, Sim lo gì? Sim nè, bắn nè. Mãi không trúng. Cái súng này bắn khó trúng quá, Sim nè. Ấy da. Rồi xong. Bên đội của Sim Sam đã được 1 điểm rồi anh em ơi. Trời ơi, chén rồi luôn á. Cái này là mình chơi công bằng đó nha. Mình là con trai cho nên mình chấp một lần hai chị em luôn. Tại bên đó là con gái cho nên mình chấp á. Ok. Rồi, tiếp theo là gì đây? Tiếp theo là súng laser. Thôi súng laser đi. Ok. Cái này nguy hiểm quá luôn á. Súng laser này mới nguy hiểm nè. Ok, chuẩn bị nha. 1 2 3 bắn. Laser thằng trưởng. Hãy đỡ. Hãy đỡ laser của ta. Ta là siêu Saiya. Siêu Saiya trưởng laser. Ôi. Quá trời tơ nhện luôn anh em ơi. Cảm giác giống như Spider-Man đang tấn công chỗ này. Trời, lũng đất luôn. Lũng đất nhà luôn. Sinh sôi nãy đó. Trời mấy bạn ơi, mình đến tận 10.000 máu lần là sao giết mình được. Ôi trời. Nguy hiểm quá. Chết rồi. Bị kẹt rồi. Ôi khoan. Dừng lại. Tất cả dừng lại khoan. Tất cả dừng lại đi. Trời ơi mấy bạn ơi. Mấy bạn hãy nhìn xung quanh đi. Tất cả mọi thứ đã bị banh chành hết rồi. Cái súng này nó mà lọt vô, nó mà lọt vào tay của bé Cam, chắc bé Cam nó bắn bể luôn cả trái đất luôn. Trời ơi. Ôi. Cái súng này nó mạnh các bạn ơi, thôi bỏ. Đợi súng. Súng này chơi không được rồi. Súng này mạnh quá. Bây giờ á, 10 mạng á thì gọi là khó quá. Bởi vì bọn mình đến tận gọi là 100.000 máu lận. Khi nào mới giết được, hiểu không? Cho nên là bây giờ bọn mình sẽ giảm xuống là trong vòng 17 phút, team nào giết được nhiều người hơn thì team đó sẽ chiến thắng, chịu không? Ok. Rồi, 1, 2, 3, vô. Ê, cái gì vậy? Chưa mà. Cái này cũng nguy hiểm hết chứ. Chưa mà. Ây da, trời ơi, bên đó bắn mình kinh quá bạn ơi. Vô rồi. Ây da. Trời ơi. Ui trời ơi. Ây da trời, nó bắn mình bay lên trời luôn bạn ơi. Ây da. Giết lĩnh đóng chiều. Ây da, mình không kịp di chuyển luôn. Ây da. Đóng chiều. Ây da. Ây da, mấy người đây đang hành hạ mình bạn ơi. Mình không di chuyển được. Mình đang bị ép thịt các bạn ơi. Mấy bạn ơi, mình sẽ nhường, mình sẽ gọi là mấy bạn muốn gì mình cũng cho các bạn hết. Mấy bạn có thể nào cho mình di chuyển được không? Ok. Chết nè. Bay hả? Chết nè. Đó, mình bắn cho Sim Sam chết luôn. À Sim hả? Sim nè. Trời ơi, nhìn loạn sao không rồi. Mình không thấy được gì luôn, mình chạy đi anh em ơi. Ai da. Bay ra Sim ơi, chưa. Ai Cái gì mà chuyện qua BD? Ôi, mình chạy ra ngoài được. Mình chạy ra ngoài được. Ok. Thôi bạn ơi, mình về nhà nha, tạm biệt các bạn. Mình về nhà đây, tạm biệt các bạn. Nguy hiểm quá. Thôi, đổi xuống, xuống này nguy hiểm quá. Loạn đó không thấy gì hết trơn. Bây giờ mình chọn qua cây bùm bê răng đi, bùm bê răng. Biết cái bùm bê răng là gì không? Cái này nè, đó. Cái này dùng để bắn ra 1.000 bùm bê răng nè, đó. Rồi Sim thử bắn đi. Ok. Đó đúng rồi, cái này nè. Rồi ok nha. Chuẩn bị chưa Sim? Ok. 1, 2, 3, action. Sim nè. Trời ơi, nặng quá, cái súng này nặng quá. Cái súng này mạnh quá, mình không thấy đường luôn. Sim,
sim nè. Hai chị em sim sam. Hai chị em sim sam nhà vô đây. Phong chắc hết. Sim nè, sim. Con người nào, con người nào chết trước? Con người nào chết trước nè? Con người nào chết trước nè? Sim sim gia trưởng. Đó, mình giết được sam rồi các bạn ơi. Ok rồi, tới lượt sim. Hey, sim chết đi. Trời cái này loạn quá. Thì sao? Không có đâu. À, bạn là bạn chỉ là một con mèo thôi, mày không làm gì được mình đâu. Mình không có cá heo thôi. Yeah. Chết sim nè. Sao nó chết vậy? Ghê không? Thấy Phong mạnh không? Sam hả? Rồi. Sam nè. Tại vì Phong bắn hay á, tại vì hai bạn không biết bắn thôi, Phong né hết đạn rồi. Sam nè. Sam nè. Ủa? Hai điều. Đội đỏ chiến thắng. What the hell? Tại sao lại đội đỏ chiến thắng? What? Ok bạn ơi, thì vừa rồi là trận đấu giữa mình Sim và Sam bạn ơi. Đó thì gọi là cái đội này đã gọi là hai người đánh với một người, nhưng mà vẫn là hai điều bạn ơi. Mình không hiểu tại sao hai điều mà ở trên kia nó lại hiện lên là đội đỏ chiến thắng nữa. Nhưng mà ngay từ đầu bọn mình đã nói là bọn mình sẽ tính điểm với nhau, cho nên là hai điều thì có nghĩa là bọn mình huề, bọn mình không ai được chiến thắng cả. Không ai chiến thắng có nghĩa là sao? Là không ai tốn chịu hết đó. Ok vậy được không? Trời, sao tính vậy luôn á. Tất nhiên rồi. Ok thì bởi vậy cho nên là không ai mất triệu hết đó. Vậy là Phong vẫn còn có thể giữ được 1 triệu để Phong ăn đồ ăn các bạn ơi, không bị mất triệu. Ok và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của mèo Simmy Sammy TV để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Và đừng quên là đăng ký hộ cho Hero Team nữa nha các bạn. Ok rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em vãi nồi bắn.